Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng và hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tại hội nghị đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 30 năm tuổi đảng cho hai đảng viên đủ tiêu chuẩn. Qua hai năm triển khai kết luận 01 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại đảng bộ khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng chỉnh đúng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm được chú trọng. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, ban quản lý đã cấp mới 15 dự án, trong đó 3 dự án FDI vốn đầu tư 1,43 triệu đô la Mỹ, 12 dự án trong nước vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp có 523 dự án đầu tư, trong đó có 400 dự án trong nước với vốn đầu tư hơn 32.000 tỷ đồng và 123 dự án FDI vốn đầu tư hơn 1,9 tỷ đô la Mỹ.